Nhãn xứ tâm không biên giới, vì tâm hành sanh nhãn xứ vậy. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ tâm không biên giới, vì tâm hành sanh nhĩ xứ, vân vân. Sắc xứ tâm không biên giới, vì tâm hành sanh sắc xứ vậy. Thành hương vị xúc pháp xứ tâm không biên giới, vì tâm hành sanh thanh xứ, vân vân. Nhãn giới tâm không biên giới, vì tâm hành sanh nhãn giới. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới tâm không biên giới, vì tâm hành sanh nhĩ giới, vân vân. Sắc giới tâm không biên giới, vì tâm hành sanh sắc giới. Thành hương vị xúc pháp giới tâm không biên giới, vì tâm hành sanh thanh giới, vân vân. Nhãn thức giới tâm không biên giới, vì tâm hành sanh nhãn thức giới. Nhĩ tĩ thể thân ý thức giới tâm không biên giới, vì tâm hành sanh nhĩ thức giới, vân vân. Nhãn xúc tâm không biên giới, vì tâm hành sanh nhãn xúc. Nhĩ tĩ thể thân ý xúc tâm không biên giới, vì tâm hành sanh nhĩ xúc, vân vân. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tâm không biên giới, vì tâm hành sanh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra tâm không biên giới, vì tâm hành sanh nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, vân vân. Địa giới tâm không biên giới, vì tâm hành sanh địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới tâm không biên giới, vì tâm hành sanh thủy giới, vân vân. Nhân duyên tâm không biên giới, vì tâm hành sanh nhân duyên. Đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, tâm không biên giới, vì tâm hành sanh đẳng vô gián duyên, vân vân. Vô minh tâm không biên giới, vì tâm hành sanh vô minh. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, tâm không biên giới, vì tâm hành sanh hành, vân vân. Lại nữa thiện hiện, sắc uẩn thiện bất thiện, cho đến bất khả đắc. Thọ tưởng hành thức uẩn thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Nhãn xứ thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Nhĩ tĩ thể thân ý xứ thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Sắc xứ thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Thành hương vị xúc pháp xứ thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Nhãn giới thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Nhĩ tĩ thể thân ý giới thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Sắc giới thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Thành hương vị xúc pháp giới thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Nhãn thức giới thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Nhĩ tĩ thể thân ý thức giới thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Nhãn xúc thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Nhĩ tĩ thể thân ý xúc thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Địa giới thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Thủy hỏa phong không thức giới thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Nhân duyên thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Vô minh thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, thiện bất thiện cho đến bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, sắc uẩn không động, thọ tưởng hành thức uẩn không động, nhãn xứ không động, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không động, sắc xứ không động, thành hương vị xúc pháp xứ không động. Nhãn giới không động, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không động, sắc giới không động, thành hương vị xúc pháp giới không động. Nhãn thức giới không động, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không động. Nhãn xúc không động, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không động. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không động. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không động. Địa giới không động, thủy hỏa không không thức giới không động, nhân duyên không động, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên không động, vô minh không động, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, danh lão tử sầu than khổ yêu não không động. Lại nữa thiện hiện, sắc uẩn như sư tử giống, thọ tưởng hành thức uẩn như sư tử giống, nhãn xứ như sư tử giống, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ như sư tử giống, sắc xứ như sư tử giống, thành hương vị xúc pháp xứ như sư tử giống, nhãn giới như sư tử giống, nhĩ tĩ thể thân ý giới như sư tử giống, sắc giới như sư tử giống, thành hương vị xúc pháp giới như sư tử giống, nhãn thức giới như sư tử giống, nhĩ tĩ thể thân ý thức giới như sư tử giống, nhãn xúc như sư tử giống, nhĩ tĩ thể thân ý xúc như sư tử giống, cả thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra như sư tử giống, cả thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra như sư tử giống,
địa giới như sư tử giống, thủy hỏa phong không thức giới như sư tử giống, nhân duyên như sư tử giống, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như sư tử giống, vô minh như sư tử giống, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não như sư tử giống. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát nếu có thể tư duy quán sát giác ngộ các uẩn như vậy thì tùy thuận bát nhã bà la mật đa liền có thể xa lìa ý nghĩ rùa nịnh, cũng có thể xa lìa ý nghĩ kiêu ngạo, cũng có thể xa lìa ý nghĩ khen mình, cũng có thể xa lìa ý nghĩ chê người, cũng có thể xa lìa ý nghĩ ngã tưởng, cũng có thể xa lìa ý nghĩ danh lợi, cũng có thể xa lìa ý nghĩ nằm triển cái, cũng có thể xa lìa ý nghĩ tham lam ganh ghét. Nhờ vậy cũng có thể được viên mãn tất cả công đức chân tịnh hiếm có, khó đạt được, cũng có thể được viên mãn việc làm xinh đẹp và thanh tịnh cõi Phật, cũng có thể viên mãn Phật Pháp vô thượng, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi Đức Thế Tôn thuyết kinh này xong, vô lượng chúng Đại Bồ Tát với Bồ Tát Từ Thị làm thượng thủ, Cụ Thọ Thiện Hiện và Xá Lợi Tử, Ananda v.v., các đại thanh văn cùng các trời rồng A Tố Lạc v.v., tất cả đại chúng nghe lời Phật dạy đều rất hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Hết quyển thứ 555.